Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một bản Flux Specific Lock. Bản này xóa hiệu ứng và skin rồi nên chơi khá là mượt luôn nha. Link tải mình để dưới phần bình luận. Anh em xem thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký nha. Bye anh em.